Đấy. Đây. Xem em nào. Đấy. Hoàng Anh là hôm nay Hoàng Anh được 2 tháng tuổi nha. Hoàng Anh mới đi Thanh Hóa về nha. Hoàng Anh nằm chơi quẫy một mình nha. Đây, em đừng có gãi nha. Đấy, ừ. Nhì. Nằm chơi nhá. Một mình cái dây dây quấy quẫy nhá. Đời nói chuyện á. Đời nói chuyện á. Nói chuyện với ông. Đấy. Ông nói chuyện với Hoàng Anh này. Đấy. Chạy. Bạn này, về đây bạn phải ngoan nhá. Ừ, bạn nằm chơi một mình nhá. Bơi, đâu ơi, nè. Đấy. Đâu ơi, nè. Ờ. Anh là tên nó, chứ không phải là anh là chức vụ là anh chưa? À, không phải chức vụ là anh. Không phải là bậc anh. Mà là bậc là em. Nhưng tên là anh. Tên là anh. Ừ. Anh sau này phải gọi là chị Hà nhá. Anh không được gọi là em Hà đâu nhá, anh nhá. Em anh đấy, chị Hà. Ừ. Em Hoàng Anh. Em Hoàng Anh. Ông đời nói chuyện với ông á, đây ông nói chuyện với. Ông nói chuyện với Hoàng Anh. Anh. Ừ. Mắt bạn ấy lanh lợi lắm nhá, bạn ấy quấy kinh lắm nhá. Chị Hà nói chuyện với em đi. Để. Chị Hà nói chuyện với em đi. Đấy. Chị Hà, đấy, quay mặt từ đây thế đúng rồi, đấy. Quay lại không là gì, quay lại. Hey, chị Hà ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây, ngồi xuống cạnh ông đây. Đấy, ngồi xuống đấy. Ngồi xuống đây, nói chuyện với em. Để em vào máy ảnh đấy. Em còn lên máy ảnh nha. Chị về sau này hôm nào chị em lớn chị bế em nha. Đấy. Anh nhìn thấy chị Hà chưa? Anh gọi chị Hà ơi đi. Anh là em đây chứ không phải là anh. À. Anh bảo chị Hà ơi. Anh là em đây. Em là em đây không phải em là anh. Đấy con muỗi nó đốt em này. Con muỗi nó vừa qua, may mà con muỗi nhỏ. Ừ. Em cứ đòi thấy ai em cũng ngước mắt lên nhá. Xong em đòi nói chuyện. Vớ được ai em cũng đòi làm quen nhá. Ông năm nay được 3 con gà. 3 thằng à? 2. Hôm nay được 3. Năm nay 3. Vớ được ai em cũng đòi làm quen. Không, hôm nay em 2 tháng nhưng mà là năm nay ông có 3 thằng à? Con là 6 con đầu vàng nữa thời thiện. Con đấy. 3 thằng gà. 3 thằng gà. 3 thằng gà. Ừ. Con trai đang đinh được. 5 giờ. Con trai đang đinh được, con gái đang đinh thì không ai. Bây giờ con già rồi. Đang đinh dậu đấy. 3 rồi cái cả. Ừ. Đinh dậu. Úi giời. Úi giời. Úi giời. Úi giời, bạn Hoàng bạn ấy giáng tay giáng chân. Bạn ấy đạp. Bạn ấy há mồm, bạn ấy kêu. Ừ. Ừ. Em sướng quá, em sướng quá. Úi giời. Em bị 2 con muỗi đốt rồi này. Em bị 2 con muỗi đốt rồi má. Ừ. Ừ. Bắt đầu nói chuyện rồi. Nói chuyện đi xong. Vào ảnh cho ăn ảnh nhá. Trời đấy. Ôi giời, ôi giời. Trời đấy. Ừ, em hát một bài đi. Hoàng Anh hát một bài nhá. Hát to. Nào Hoàng Anh lớn, Hoàng Anh đi làm ca sĩ nhá. Hát to vào. Quậy ghê lắm nhá. Đấy. Chị Hà nhìn thấy em chưa? Hà nhìn thấy em chưa? Chị Hà xinh như này. Trời, 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 trời. Em cũng xinh như này.
Thằng anh hát nữa đi. Thằng anh hát to lên. Đấy, hai chị em. Hai chị em. Ừ, em hát rồi. Em hát một bài rồi. Em đừng có ngoắc nhá, em đừng có khóc nhẹ. Em hát thế được. Tập thể dục à? Thằng anh tập thể dục à? Tập võ. Tập võ. Đấy, bà thấy chưa? Bà thấy chưa? Nó sao? Nó sao? Đây để em ăn sữa. À, bây giờ cho em ăn sữa hả? Hai tháng mà mắt cứ lia cho nọ lia cho kia để tìm nhá, xem có ai lạ ai quen nhá. Mầm 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 mầm, đến giờ ăn rồi, đến giờ ăn rồi. Bây giờ ông ấy quấy ra đấy. Quấy ra đấy. Không được, không không nghe, không nghe. Em không nghe. Biết rồi, biết rồi. Đây đây. Ông bóp bóp cho một giọt nó vào miệng nó. Em bực, em bực. Em bực, em không nghe. Không nghe. Bướng lắm chứ không phải chuyện đùa đâu nhá. Đừng tưởng, đừng tưởng bắt tôi làm gì là tôi làm. Lên nào, ư quá nào. Dạ bà. Mẹ bảo em ngủ, em em à. Mẹ nó bảo là nó ngủ, nó biết em kìa. Bắt cái bia đây cho cháu ăn. Phải phải ăn, phải cho nó ăn. Phải cho nó. Đồng chí này, tập ăn rồi nhá. Tập bố bình rồi nhá. Tập bố bình rồi nhá. Đồng chí không phải là cứ thích làm gì là cứ theo ý mình thôi nhá. À bây giờ tự dưng này được đấy. Tập 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 đấy. Nó bóp cho nó một hai giọt nó vào miệng. Em ăn, em ăn. Ăn đi. Nha. Ăn đi. No xong nào. Nào cho Hoàng Anh đi chơi nhá. Ừ. 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 Ừ